Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U 70. Nhà ơi, hôm nay lại tiếp tục hành trình đi tìm bác sĩ nhé các bạn nhé. Đi tìm bác sĩ House Art. Trời ơi, đi xa mà khi nào mà tìm được bác sĩ tốt mình sẽ thông báo cho các bạn xem. Bây giờ mà đi là cứ phải chờ tàu đi này, nhiều khi ở trong tàu ấy là quay nó cũng không tiện. Còn đến cái chỗ bác sĩ, ví dụ như hôm qua ấy, mình đã vào mấy chỗ nhá, mình vào mấy chỗ thì hai chỗ này bây giờ người ta đang nghỉ phép, vì mùa này là mùa nghỉ phép của Đức. Thế còn một chỗ thì các bạn biết không, nó rất là mất lịch sự nhá. Kia đằng trước là một cái bệnh viện của cái khu này. Mình đi vào thì nó nhìn mặt mình, nó biết là mình không phải khách hàng của nó rồi. Thế nó mất lịch sự dã man ấy. Các bạn đừng có tưởng là Đức là cái gì cũng là cái gì cũng là tốt là hay đâu. Thì nó mình đi vào cái nó nhìn thấy mình, nó hỏi là mày có phải là khách hàng của cái doctor, của cái bác sĩ mà người ta đang đi nghỉ phép ấy. Thì ở Đức này thường là những cái người bác sĩ mà họ nghỉ phép ấy thì bao giờ họ cũng có kiểu như là nó gọi là Verstetung ấy, là chuyển cho cái bác sĩ mà gần đấy, là cái bác sĩ gần đấy là người ta làm cho. Thì nó mới hỏi mình là mình có phải khách hàng của bác sĩ đấy không, thì mình bảo không. Nó mới chỉ tay luôn đây này, nó chỉ tay luôn đây này là ở đây không nhận người mới, mày ra khỏi ngay, rút khỏi ngay. Các bạn thấy tức ói máu luôn ấy, tức ơi là tức ấy. Thật rất là mất lịch sự nhá. Đức bây giờ nó không được như ngày xưa nữa rồi các bạn ạ. Người Đức mất dạy lắm, không bằng người nước ngoài đâu. Nước ngoài rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình đang lên tàu. Mình lên tàu để tiếp tục hành trình đi tìm bác sĩ các bạn nhé. Trời ơi, buồn lắm cơ. Kia là một cái khu nhà, nó gọi là hem ấy, hem của các cụ già đấy các bạn, hem của các cụ già. Nhưng mà người ta không cho vào trong cái quay đâu, mình chỉ quay bên ngoài này thôi, quay bên ngoài để mình nói để cho các bạn biết thôi. Đây này. Trước bên kia là cái cửa hàng quần áo của người Việt Nam này các bạn. Đây là cái quầy cửa hàng hoa các bạn nhé. Cửa hàng hoa bán đắt tiền lắm, đắt hàng lắm, nhiều người ta có lâu lắm rồi. Thì các bạn có biết không, những các cái house art thì là đa số bác sĩ là người ta khám hàng khám bệnh bên trong, còn những cái nhân viên nhận giấy tờ ấy là kiểu như là y tá hộ lý, là người ta nhận giấy tờ chỉ có đo huyết áp với lấy máu các thứ thôi. Thì hoặc là nhận người là cũng do chúng nó, nhiều đứa nó không nhận. Nhưng mà khi mà đã vào được rồi thì bác sĩ người ta chẳng nói gì cả. Bác sĩ họ không nói, nhưng mà bọn nó cứ không nhận. Mà rất là buồn là nhiều chỗ là cái bọn y tá nó còn chống người nước ngoài, nó không thích. Nó chống người nước ngoài các bạn ạ, chứ nó không giống như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình thì trọng vọng người nước ngoài, ưu tiên người nước ngoài, quý người nước ngoài. Nhưng mà Đức thì nó lại chống người nước ngoài, rất là ghét người nước ngoài các bạn. Đấy, nó ngược như thế. Ở Việt Nam mình chỉ thích nè
cái người nước ngoài đấy. Mình nghe xem cái chuyện mà xem cái chuyện mà cái cô công an ở sân bay Tân Sơn Nhất thì cái hồi lâu rồi đấy là cãi nhau với những cái nhân viên ở sân bay là ưu tiên người nước ngoài đấy các bạn. Ưu tiên thế là sai, tại sao phải ưu tiên? Thì các bạn biết không, là nhiều lúc nhá, rõ ràng là giấy tờ của mình, mình vào trước rồi, nhưng mà nó chống mình á, nó không cho mình vào trước. Ví dụ đông người đấy là nó không cho mình vào trước mà nó cứ cho người chúng nó vào trước, chán chê thì nó mới đến mình. Nhiều khi thì mình ngồi im thì mình cũng thắc mắc, mình hỏi thì tại sao chúng mày quên, sao mà ta thấy những người vào sau ta mà người ta vào trước mà tao vẫn chưa được vào. Thì nó hỏi những cái người đấy là có ngày hẹn, có lẽ là theo min đấy các bạn. Nhưng mà cả theo min thì mình đi trước cả cái bọn đi sau nó cũng vẫn cho vào trước, mình không làm gì được. Nếu mà mình im nó thì được, còn mình nếu mà mình nói mình cãi nhau với nó càng có hại, càng hại cho mình chứ không có lợi cho mình một tí nào cả các bạn. Rất là chán. Nhưng mà nói chung là cũng không phải là tất cả như thế, cũng có một số thế, cũng có một số không thế, chứ không phải là tất cả như thế các bạn. Đấy, nhà đây có ban công nữa các bạn này, ban công nữa. Ban công này người ta bịt kính rất là sạch, giống như trong nhà luôn đấy. Càng hoa càng qua càng quần áo người Việt đấy các bạn. Mình rất là lo lắng, rất là buồn. Chẳng nào mà đến chỗ này để xem nào. Nghĩa mà nó khó lắm, nó không có nhận mình nữa. Thế là làm nào đây? Các bạn biết rằng cái đoạn này người ta làm lại đường mà đến 3 năm hơn rồi. Hơn 3 năm rồi các bạn mà chưa xong. Chẳng biết là có những cái gì mới. Cầu thì mình thấy vẫn thế. Đây đường tàu điện người ta làm lại này. Chắc phải đến 4 năm rồi, không phải 3 năm các bạn. 4 năm rồi mà vẫn chưa xong. Bây giờ mình sẽ đi vào cái ông bác sĩ này. Ông bác sĩ này lần trước mình đã vào rồi, nhưng mà mình nhìn ông ấy mình không cảm tình, mình không thích, bởi vì nhưng mà chả biết là người ta chữa có tốt hay không, nhưng mà mình cứ trong đầu mình cứ không cảm tình, nhưng bởi vì là ông ấy người Ba Lan, mình cứ hay ác cảm người nước ngoài. Nhưng thật ra nước ngoài nhiều khi họ còn giỏi hơn, chữa còn tốt hơn là người Đức chứ. Mà ông ấy vẫn trẻ mà cái bụng thì rõ to, đầu thì hói, nên là mình cái ác cảm dở hơi đấy các bạn. Thế nhưng mà mình đi mấy chỗ rồi không ở đâu người ta nhận cả, cho nên là bây giờ mình buộc là phải quay về đây. Mà chỉ sợ là cái đợt mà mình từ trước lúc mình về phép ấy, là mình vào thì cái hồi đấy là cái chỗ của ông ấy là người ta mới xây, cho nên là có thể là ông ấy còn ít khách hàng thì ông ấy nhận. Chứ còn bây giờ đến bây giờ nó gần một năm nay rồi, chỉ sợ là ông ấy đủ người rồi ông không nhận ấy, chứ cũng lo đấy. Thì bây giờ là mình sẽ vào đấy, nếu mà ông nhận là mình sẽ vào đấy đấy các bạn. Ở đây là ngoài trung tâm đây, toàn những cái nhà cao tầng này, nhưng có người ở kín hết đấy các bạn, bởi vì là trung tâm mà. Hôm qua mình cũng hỏi 3-4 chỗ thì không có chỗ nào người ta nhận cả. Bây giờ mình vừa mới đi khám phụ nữ xong, bây giờ
Rất tiếc là Đức thì người ta không có cho quay đâu các bạn, quay khó lắm nên là không quay được. Có lúc quay chỉ có cái bọn này chở con ấy, nó chơi, cái bọn này chở con nó chơi, nó đánh nhau mà mình quay mà ở ngoài đường nhé, mà người ta cũng không cho quay đâu, rất là khó khăn. Đây là cái bãi xe đây các bạn, xe ở trong này đắt tiền lắm. Mong sao mà người ta nhận thôi thì cũng không biết đâu mà kém cả. Cái chỗ mà bác sĩ tốt thì mình lại bỏ, mình cũng không biết, tại vì trước là mình toàn những bác sĩ nó cũng không đến nỗi. Đến lúc về cái trung tâm ấy với cái bác sĩ đấy nó không ra gì thì mình mới biết là mình bỏ cái chỗ kia. Mà quay lại thì người ta không nhận nữa. Đây ở cái trong này là trước là một cái bệnh viện các bạn. Trước là bệnh viện nhưng bây giờ người ta bỏ. Người ta bỏ, người ta xây dựng lại. Và người ta cho các cái tư nhân người ta thuê. Lần trước mình vào là cái chỗ trên kia hay sao ấy. Để mình vào đấy mình tìm nhé các bạn nhé. Thôi không quay nữa sợ người ta nói. Nhà ơi, mình đã tìm được cái chỗ House Art nhưng mà cũng không biết là có tốt hay không. Cũng phải vài lần mới biết chứ một lần đầu cũng không biết rồi các bạn. Thì hôm nay mình đã vào mình khám và lại lấy máu tiếp rồi. Thì đợt trước mình cũng không hiểu cái chỗ này mình đã vào rồi, nhưng đợt trước thì này là ông bác sĩ người Ba Lan mà đầu thì chọc mà bụng thì to, mà mình cứ cảm người nước ngoài thì chữa trị không giỏi, nhưng mà chả không đúng không các bạn, đúng không? Người nước nào thì cũng có người giỏi người không. Thì hôm nay mình vào thì lại là bác sĩ nữ mà rất là trẻ, thì không biết là người Đức hay người nước ngoài, thì cái tóc nó nhuộm nên là nhìn mặt đó thì cũng giống người Đức, chả biết người Đức hay người nước ngoài, thôi kệ đi. Người nước nào thì người biết, miễn là người ta chữa tốt, có tâm là được rồi. Ok, thì mình đã tìm được nhé, thông báo các bạn là mình đã tìm được. Trời ơi, cứ lo ăn, mất ngủ, mất ngày, mất ngủ, mất ăn ngày đêm ấy. Thì rồi nếu mà tốt thì như thế nào thì mình lại thông báo các bạn biết nhé. Ok, bye bye.